Chào mừng các bạn đã quay trở lại và đã đến với kênh YouTube MA Channel. Trước đây thì mình đã có cùng các bạn unbox cái sản phẩm Redmi Z6 rồi. Tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người một chiếc Redmi Z6. Nó hơi đặc biệt ở chỗ đây là phiên bản hàng chính hãng và nó sẽ được bán trực tiếp chính thức tại Việt Nam, sẽ có đầy đủ dịch vụ Google Service và tất cả những thứ anh em cần. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ không phải để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video và unbox về chiếc Redmi Z6 này nhé. Trước khi bắt đầu video, nếu bạn nào quan tâm về sản phẩm Redmi Z6 này với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại hệ thống cửa hàng Cellphonehead thông qua đường link ở phần mô tả video. Vì hiện tại ở Cellphone đang phân phối độc quyền sản phẩm này, chúng ta sẽ có phiên bản Redmi Z6 cũng như là phiên bản Redmi Z6 Pro luôn nha các bạn. Xịn sò thực sự luôn. Rồi, unbox thôi. Ok, và đây là cái hộp của chúng ta. Nhìn chung thì nó không khác gì so với phiên bản hàng sách tay là mấy đâu. Phía trên các bạn sẽ có logo Red Magic này, phía dưới chính là cái biểu tượng của nó. Và phần mặt sau các bạn sẽ có ở đây là một cái tem được phân phối độc quyền. À, nó chính là cái tem phân phối chính hãng ở Việt Nam. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ an tâm khi mà mua hàng hơn, cũng như là sẽ được bảo hành, bảo tỏi các thứ cũng sẽ yên tâm hơn đúng không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc siêu luôn để xem bên trong cái điện thoại này thì nó sẽ có cái gì hay ho và nó có khác so với phiên bản hàng sách tay hay không. Mình sẽ cố gắng bóc cái hộp này sao nhìn cho nó gọn gàng nhất có thể, tại vì đây là một chiếc máy mà mình đi mượn mà, nên là đâu có thể kiểu ẩu tả được, mất công xước lại phải đền anh em ạ. Ok, và bên trong để xem là chúng ta sẽ có những cái món phụ kiện gì nhá. Rồi, trên cùng chính là chiếc điện thoại Nubia Red Magic của chúng ta. Đó, phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản màu đen thôi. Và bên dưới ấy, thì các bạn sẽ có ở đây là hai ngăn phụ kiện của em nó. Ở đây thì các bạn sẽ có, đó chính là một cái hộp phụ kiện này. Bên trong này các bạn sẽ có là một vài cuốn sách hướng dẫn sử dụng, cũng như là các bạn sẽ có ở đây là một cái ốp lưng silicon, nhưng mà nó hở ở mặt lưng này, cũng như là có một cái thiết kế rất là dày dặn các bạn ạ. Và các bạn sẽ còn có bên trong, đó chính là một cái củ sạc. Và mình để xem là cái củ sạc này có công suất bao nhiêu nhá. Thì với củ sạc này thì nó sẽ có công suất tầm là 11V và 2,72A. Nếu mà tính ra thì chắc nó tầm là 40-50W gì đó nếu mình nhớ không nhầm, hoặc là 60W, bạn nào giỏi toán tính giúp mình. Rồi, còn đến với lại cái cáp sạc ở đây thì nó sẽ là cáp sạc theo tiêu chuẩn Type-C các bạn ạ. Nói chung là nó sẽ xịn sò hơn là so với cái sạc của một số cái sản phẩm sạc 65W hay là 60W trong tầm này. Nó chỉ dùng tiêu chuẩn là USB. Rồi, đó là tất cả phụ kiện. À, mình quên mất là khi các bạn mua cái sản phẩm Nubia Red Magic này, chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp lưng rất xịn sò ở đây, cũng như là một cái tay cầm gamepad nhé. Bây giờ thì mình sẽ unbox ra luôn để xem là cái ốp lưng này thì nó xịn sò như thế nào, cũng như là cái tay cầm gamepad ấy thì nó sẽ xịn sò ra sao nhé. Đầu tiên là với cái ốp lưng đi, thì thực sự mình thấy rằng là với cái ốp lưng này ấy, thiết kế của nó rất là giống so với cái ốp lưng theo máy của cái sản phẩm Asus ROG Phone 5. Và các bạn thấy không, chúng ta sẽ có những cái họa tiết rất nhỏ chấm chấm ở đây để giúp cái ốp lưng này có được cảm giác cầm nắm nó tốt hơn và nhìn nó bớt đơn điệu hơn, cũng như chúng ta sẽ có những cái phần lượn sóng này tạo nên một cái nét gaming của cái sản phẩm Red Magic. Và các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái ngàm gài ở đây để có thể kết nối được với những món phụ kiện bên ngoài như là tay cầm chẳng hạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành là unbox chiếc tay cầm gaming này ra luôn để xem là tay cầm gaming của Red Magic thì nó sẽ có gì hay ho nhá. Đấy, mua một cái sản phẩm hàng chính hãng chúng ta được tặng kèm hai món phụ kiện như này thì mình thấy rằng là tương đối là thơm rồi. Rồi, và đây là chiếc tay cầm gamepad của chúng ta. Đó, một chiếc tay cầm rất là hay cho những bạn mà muốn dùng tay cầm để chơi game, có thể bố trí được một số phím khác nhau này, cũng như là kết nối rất dễ dàng với sản phẩm Red Magic thông qua cái ốp lưng mình đang có ở đây nha các bạn. Một chút nữa thì mình sẽ gắn vào và trải nghiệm qua cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái sản phẩm chính, đó chính là Red Magic đang có trên tay mình ở đây, để xem nó sẽ có gì khác bọt nhá. Tem thì tất cả đều có tiếng Anh rồi, ở mặt trước là cái biểu tượng vân tay này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc siêu cái sản phẩm này ra luôn. Ấy, ui, lần đầu tiên được bóc siêu một con gaming phone, xịn sò thực sự các bạn ạ. Kích nguồn lên và chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về em nó nhá. The next day. Ok, và như vậy thì mình cũng đã dành một ngày để trải nghiệm với sản phẩm Red Magic 6 này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn những cái đánh giá của mình về cái sản phẩm Red Magic 6 này, để xem là với phiên bản hàng chính hãng này
thì nó khác gì so với phiên bản hàng sách tay, cũng như là chúng ta có nên mua phiên bản hàng chính hãng này hay không nhá. Đầu tiên ấy, là khi các bạn mua phiên bản Red Magic 6 hàng chính hãng thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp. Và với cái ốp này các bạn mua bên ngoài thì mức giá của nó cũng không phải là rẻ đâu. Và các bạn sẽ cũng được tặng thêm một cái là tay cầm hỗ trợ khả năng chơi game ở đây. Và với cái ốp khi mà chúng ta kết hợp với tay cầm thì các bạn sẽ có một chiếc máy gaming phone nó trở nên xịn sò hơn rất là nhiều. Cái ốp này thì nó khá là chắc các bạn ạ. Và khi mà chúng ta ốp vào con Red Magic 6 ấy thì khiến cho chiếc máy này trở nên hầm hố và trở nên cao cấp hơn tương đối nhiều. Còn đến với phần tay cầm chơi game này thì nó sẽ có hai kiểu gắn. Chúng ta có thể gắn ở ngay bên dưới như thế này cũng được này. Đâu mình kiếm cái chổi để các bạn à đây. Đó. Các bạn thấy không? Như vậy thì các bạn có thể có thêm một cái joystick ở bên phải chơi game một cách ngon lành hơn, hay là gắn một số phím chẳng hạn. Tuy nhiên thì thực sự cá nhân mình nhá, mình nói thật với các bạn là mình không thích chơi tay cầm như thế này. Mình thích điều khiển bằng màn hình, mình thích bấm E-trigger nó sẽ ngon hơn. Đó, hoặc là các bạn có thể đổi nó gắn ở phía trên cũng được. Nói chung là có khá là nhiều cách gắn cho anh em có thể trải nghiệm. Đấy, các bạn thấy không? Đó, gắn trên hoặc gắn dưới đều rất là ok nhá. Rồi, đó là hai cái món phụ kiện mà khi mà chúng ta mua phiên bản hàng chính hãng ấy sẽ được tặng. Rồi, còn đến với lại những cái thứ khác thì sao? Về thiết kế bên ngoài thì với phiên bản hàng sách tay hay là phiên bản hàng chính hãng ấy thì gần như nó không có cái sự khác biệt nhau ở đây. Chúng ta vẫn có mặt lưng đó, chúng ta vẫn có màu đen đó, chúng ta vẫn có cụm camera của nó là tương tự như nhau. Các bạn sẽ có cụm camera phía sau là 64 chấm, 8 chấm và 2 chấm cho camera hỗ trợ khả năng chụp ảnh macro. Còn đến với phần cung viền của nó cũng tương tự, các phím bấm, tất cả mọi thứ đều là như nhau. Cái sự khác biệt lớn nhất của cái sản phẩm này. Còn đến với phần màn hình thì nó vẫn là 6,8 inch, tần số quét của nó 165Hz, siêu siêu mượt. Và nó cũng sẽ có một cái viền màn hình rất dày ở phía trên và phía dưới, cho chúng ta một cái trải nghiệm là chơi game nó sẽ đã hơn, nó sẽ phê hơn và không còn bị chạm nhầm vào những cái phần phím điều khiển bên trong màn hình. Và thêm một cái nữa nhá, là cái màn hình này thì nó sẽ cho chúng ta có thể là điều chỉnh được nhiều cái tần số quét khác nhau, 60, 90, 120. Như vậy các bạn có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với độ mượt mà các bạn mong muốn. Còn nói đến phần mềm ấy, thì với chiếc Nubia Red Magic 6 phiên bản hàng chính hãng, các bạn sẽ có đầy đủ Google Play Store. Chúng ta sẽ có đầy đủ tiếng Việt trên cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì mình thấy là tiếng Việt của nó cũng sẽ hơi bị hạn chế một tí xíu. Ví dụ như là một vài cái chi tiết trong cái phần setting này nó chưa Việt hóa được 100%, như là cái phần More Connect, Connecting Setting chẳng hạn, rồi là Đua Cạc, rồi là Mobile Network đó, thì nó chưa Việt hóa được 100%. Tuy nhiên thì với cái tỷ lệ Việt hóa tầm 80, hơn 80% như này thì đã đủ để chúng ta có thể dùng rồi. Và cái việc mà cập nhật tiếng Việt rồi update cái Việt hóa thì chắc chắn chỉ cần thời gian ngắn thôi thì họ có thể update bằng phần mềm được. Đó, như vậy là khi mà mua chiếc máy này, các bạn sẽ không cần lo lắng đến vấn đề là update OTA, update tiếng Việt, tất cả mọi thứ mà nó đã có đầy đủ rồi các bạn ạ. Còn nói đến phần giao diện thì mình thấy rằng là với giao diện phiên bản của quốc tế ấy, thì nhìn nó không đẹp. Các icon của nó thì làm rất là đơn giản, nó không có gaming, nó không có hầm hố như là con Red Magic 6 phiên bản nội địa. Tuy nhiên thì đây là một cái điểm mà bắt buộc anh em chúng ta phải chấp nhận thôi. Đó, tại vì là cái phiên bản quốc tế nó có quá nhiều app và bên phía Nubia thì không hỗ trợ hết được những cái icon của những cái app này. Thế nên là thôi, họ cho luôn cái icon mặc định của Android vào vậy. À rồi, đến với là cái điểm tiếp theo thì với chiếc máy này nó vẫn có được cho mình cái vi xử lý, đó chính là Snapdragon 888. Chúng ta sẽ có 12GB RAM, 128GB cho phiên bản thấp nhất. Đấy, đây là cái điểm hay này. Tại vì là với phiên bản sách tay ấy thì nó chỉ có 8GB RAM và 128GB cho phiên bản thấp nhất thôi, mà mức giá của nó đã là 13 đến 14 triệu rồi. Và nếu như các bạn mua phiên bản 12GB RAM ấy thì mức giá của nó cũng phải tầm là 14 cho đến là 15 triệu. Như vậy chỉ chênh lệch tầm 1-2 triệu mà chúng ta được tặng kèm phụ kiện, chúng ta được tặng kèm tay cầm chơi game, chúng ta có đầy đủ tiếng Việt, chúng ta sẽ có bảo hành đầy đủ tại Việt Nam, thì mình thấy rằng là đây là một cái điều mà xứng đáng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta so sánh với phiên bản hàng sách tay. Còn đến cái yếu tố là trải nghiệm về phần cấu hình của chip Snapdragon 888 ấy thì mình thấy rằng là hơi bị thừa, tại vì căn bản đây là chiếc gaming phone gần như là mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Số điểm AnTu nó đạt được là 831.495 điểm, CPU là 208.000, GPU của nó là 318.000. Và với số điểm này thì mình nói thẳng với các bạn luôn là nó có thể cân được tất tần tật tất cả các game đang có trên kho ứng dụng CS Play. Kể cả tựa game Genshin Impact thì chiếc máy này nó vẫn có thể chơi được một cách 60fps một cách ngon lành nhá. Tại sao nó lại bá đến như vậy? Thì đây chúng ta sẽ nói đến cái yếu tố, đó chính là hệ thống quạt tản nhiệt ở cái phần cạnh hông. Đây là cái hút gió vào này, và đây là cái đẩy gió ra này. Và khi các bạn kích hoạt chế độ gaming ở bên cạnh trái như thế này đây,
thì cái quạt của nó sẽ ngay lập tức được hoạt động và chúng ta sẽ có một chiếc máy trải nghiệm game thực sự là rất mát. Mát ở đây là mát trong game nhé. Còn khi mà chúng ta trải nghiệm và tiếp xúc ở ngoài thì nó sẽ nóng ở phần mặt sau, tại vì cái hiệu năng tản nhiệt của nó thực sự là rất tốt. Đó, nên là cái việc chúng ta chiến game trong thời gian dài tầm 3-4 năm, thậm chí 4-5 năm với chiếc máy này, con chip Snapdragon 888 thì mình thấy rằng là nó quá thoải mái luôn và bạn cũng không cần phải ngán bất kỳ một tựa game nào nhé. Còn những điểm cộng khác thì với chiếc máy này thì nó sẽ có e-trigger ở đây. Tuy nhiên e-trigger của nó thì mình thấy rằng là nó hơi nhạy. Như anh em đã xem cái video mình test game PUBG và Genshin Impact ấy, thì cái e-trigger này cảm giác mình không thích lắm. Mình vẫn thích cái e-trigger phím cứng trên con Black Shark hơn, vì cái e-trigger của nó, cái độ chính xác của nó thì là 100%. Còn e-trigger này mình chạm nhẹ nhẹ một chút xíu thì nó đã dính đồ, và đôi lúc thì mình có thể là bị bắn mít đó. Đó, và thêm một cái nữa là cái điều chỉnh lực nhấn của cái e-trigger này thì mình thấy rằng là nó cũng chưa phải là hay ho lắm. Khi mà điều chỉnh lực nhấn thì nó cũng chưa thể nào mà cho chúng ta một cảm giác ấn tượng lắm. Nên là cái phần e-trigger là một cái điểm cộng, cũng là một cái điểm trừ. Còn về hệ thống loa ấy, thì thực sự phải nói với các bạn luôn là Red Magic 6 chính là một trong những chiếc máy mà có hệ thống loa cực kỳ ấn tượng. Nó có loa kép, âm thanh rất là lớn, trải nghiệm game, check hướng trái phải trước sau, tất cả mọi thứ thì mình thấy rằng là nó rất ngon. Loa của nó nghe nhạc cũng vô cùng ấn tượng. Nên là thề các bạn luôn, cần về cái phần loa thì quất ngay chiếc máy này. Quẩy ADM nó không thua gì một chiếc loa Bluetooth luôn đấy. Và chiếc máy này thì nó cũng sẽ có chúng ta dắt cắm tai nghe 3.5, nên là khi nào mà các bạn muốn kiểu kết nối với tai nghe ngoài thì mình thấy rằng là nó cũng hợp lý. Và đến với phần viên pin thì nó vẫn được trang bị cho mình viên pin là 5050 mAh. Các bạn sẽ có sạc trong hộp ấy là 66W nha các bạn. Và các bạn chỉ mất đâu đó tầm là 37W để sạc đầy viên pin của chiếc máy này mà thôi. Thì mình thấy nó cũng thực sự là rất nhanh. Và với dung lượng pin là 5050 mAh thì chúng ta có thể chơi game được tầm là 4-5 giờ. Khi các bạn bật setting game ở mức cao cũng như là bật turbo fan để có thể tản nhiệt nhá. Còn nếu các bạn bật mức setting thấp cộng với tắt cái phần fan đi thì nó có thể chơi game được tầm là 5-6 tiếng. Nói chung đây là một chiếc máy mà có thời lượng pin rất là trâu. Ok, như vậy trong video này thì mình đã cùng các bạn đánh giá về Red Magic 6 phiên bản chính hãng đang được bán tại Việt Nam và đang được phân phối độc quyền offline bởi bên phía Cellphonet. Và mình thấy với mức giá 16-17 triệu không hề đắt cho chiếc máy này, chúng ta sẽ có một chiếc máy phiên bản quốc tế đầy đủ tiếng Việt, có CH Play, update phần mềm lâu dài cũng như bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Chúng ta sẽ có option cao hơn so với phiên bản sách tay là 12GB RAM cộng với 128GB. Trong khi đó mức giá không chênh lệch nhiều so với phiên bản sách tay. Vậy thì mình thấy rằng là tại sao chúng ta phải mua phiên bản sách tay trong khi Red Magic 6 phiên bản chính hãng nó đã quá ngon rồi các bạn ạ. À quên, nhắc đến mặt lưng thì mình mới nhớ là con Red Magic 6 có cái phần giải LED ở phía sau nhé. Nhưng mà LED của nó thì không ấn tượng đâu. Thì các bạn bật gaming mode ấy, thì các bạn sẽ có một cái phần là LED LGB strip ở đây. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ nháy qua nháy lại mà nhìn rất là bình thường. Nên là mình cũng không có hứng thú lắm với cái phần LED này và nó khá là yếu. Đó. À, vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc máy này? Và với mức giá như vậy, các bạn có mua chiếc máy này hay không? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Theo mình thấy rằng anh em quan tâm chiếc máy này vãi thị trường ra. Video lúc trưa mình quay về cái sản phẩm này thì được tận là 2 triệu view trên TikTok cơ. Đỉnh thực sự.